sáng ngày 10 tháng 5 tại Chùa Thiên Phúc, xã Đại Đồng, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Tường Long Trọng tổ chức Đại lễ Phật đàn, Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Lễ Phật đàn năm 2022 có thông điệp mùa Phật đàn năm nay trở về trong không khí hân hoan. Sau hơn 2 năm dịch Covid, 19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần, kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, nỗ lực không ngừng xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tăng ni, Phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đàn truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lễ Phật đàn diễn ra với các nghi thức cắm Phật, dâng hương, đọc thông điệp Phật đàn Phật lịch 2566 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ghi nhận tinh thần đoàn kết với phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội của ban trị sự cùng các tăng ni phật tử trong huyện đồng chí mong muốn ban trị sự giáo hội phật giáo huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền quán triệt tới 100% ni sư phật tử trên địa bàn huyện những nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản quy định về việc xây dựng tôn tạo tu bổ sửa chữa các công trình cơ sở tôn giáo các cơ sở tôn giáo các sư trụ trì thường xuyên giữ mối liên hệ với các cấp chính quyền để vận động nhân dân phật tử chấp hành các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước sống tốt đời đẹp đạo bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dịp này, ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện phối hợp với chùa Thiên Phúc trao tặng 40 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử cùng làm lễ dâng hương, cúng dường Phật đàn và tắm Phật theo đúng nghi thức.